được ví như là trà cổ thứ hai của Việt Nam. Biển Hải Tiến được biết đến với nét đẹp hoang sơ, thuần khiết, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, cùng những rặng dừa xanh, rừng phi lao bát ngát. Ngoài đắm mình trong làn nước trong xanh, thả bộ trên bãi biển và khám phá rừng phi lao, thì du khách khi đến với biển Hải Tiến còn được đến tham quan những địa điểm lịch sử Thanh Hóa nổi tiếng như Chùa Bụt, xã Hoàng Trường, đền thờ các nhân thần và nhiên thần như Triệu Quang Phục, Lê Phụng Hiểu, Trần Khát Chân, Lương Đắc Bằng, Lương Hữu Khánh, đền thờ Tô Hiến Thành ở làng cổ Hoàng Bột. Các di tích lịch sử cách mạng như tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường Anh Hùng, nơi mà các cụ bắn rơi máy bay Mỹ, cồn Ba Cây, cồn Mã Nhón, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền về tay nhân dân. Dịch vụ du thuyền trên biển. Du khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ du lịch đẳng cấp được đầu tư và đưa vào khai thác, trong đó đáng chú ý là dịch vụ du thuyền trên biển với các tour du lịch hấp dẫn. Hải Tiến đi đảo Nẹ, cảng cá Lạch Trường, núi Linh Trường, Hải Tiến đi cảng cá Hòa Lộc, Hải Tiến đi rừng ngập mặn Hoàng Châu, Hoàng Phong, Hải Tiến đi Sầm Sơn, FLC, Hải Tiến đi Thiền viện Trúc Lâm, Hàm Rồng. Khu vực Cầu Cảng. Tọa lạc ngay giữa trung tâm bãi biển, khu Cầu Cảng được xây dựng theo lối kiến trúc sang trọng cùng tông màu trắng tối giản mang hơi thở châu Âu với những góc check-in chất lư. Khu Cầu Cảng màu trắng lên hình tuyệt đẹp, hiện là điểm thu hút khách check-in khi tới đây. Hiện khu Cầu Cảng, bến thuyền du lịch Hải Tiến đã bắt đầu phục vụ các chuyến tàu và cano đưa khách du lịch ra đảo Nẹ và biển Sầm Sơn. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn các gói dịch vụ nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn nơi đây. Biển Hải Tiến nổi tiếng với các loại hải sản ngon như là hàu sữa, ngao hoa, bề bề, mực nhảy, tu hài, với những kiểu chế biến khác nhau như là hấp, xào, nướng. Quý vị và các bạn có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon ở các nhà hàng dọc bờ biển. Ngoài hải sản thì hiện nay ở Hải Tiến đã có bày bán rất nhiều món ăn đặc sản của Thanh Hóa nói chung, du khách có thể mua về làm quà như là nem chua Thanh Hóa nổi tiếng, bánh gai tứ trụ, nước mắm cốt, mắm tôm và mắm chương tép.